thì Hương yêu đốt cháy kinh khủng lắm. Đốt cháy giai đoạn Hương phải làm bằng mọi cách để người ta biết mình đang yêu người ta, kiểu gì cũng được, và chiêu trò tất cả mọi thứ đem ra hết để cho người ta thấy liền là tôi đang rất yêu bạn, tôi đang muốn có bạn. Và bạn không được quyền lựa chọn ai khác chỉ một mình tôi thôi. Đó là cái cách Hương làm như vậy. Chiều mưa không có em, đường phố quên chưa lên đèn. Chiều mưa không có em, biết lấy ai. Bây giờ nếu mà có khao khát thì định bao giờ lập gia đình? Hương nghĩ ngày hôm nay Hương sẽ nói thật một lần để xem như đây là một lời khẳng định của Hương luôn nhé. Chắc là không có cái đám cưới nào mang tên Đàm Vĩnh Hưng. Vâng, nếu có Hưng cũng sẽ có một cái gia đình nhỏ trong bí mật, trong âm thầm của mình. Một người quen đã đi lấy chồng, một người yêu thôi đã sang sông. Tình ngày xưa gió cuốn lâng lâng, thương nhưng chiều nắng đến bâng khuâng. Một hạt sương thoáng rơi trong hồn, rồi bàn mái chim hót bên sông. Một ngày qua thôi thế cũng xong, kiếp lưu đầy còn ai ngóng trông. Một thời gian cùng Đàm Vĩnh Hưng cất lên những nỗi niềm với Giả Khúc Cho Tình Nhân. Chương trình phát sóng vào 20 giờ Chủ Nhật ngày 11 tháng 10 trên Channel B.